Mai Tuấn và Hoàng Dung xin cảm ơn sự trở lại của quý vị, và tiếp theo sau là phần tin thế giới. Về COVID-19, Tổ chức Liên hiệp về Y tế Thế giới, tức là Tổ chức WHO, thưa quý vị, đã thừa nhận là số người chết vì COVID-19 cao hơn nhiều lần với con số đã được thống kê. Đó là một nỗi lo sợ của nhiều chuyên gia y tế, bây giờ thì đã trở thành một điều chắc chắn. Trong bản báo cáo thường niên về tình hình y tế toàn cầu, Tổ chức Y tế Thế giới hôm 21 tháng 5 đã chính thức công nhận rằng số liệu tử vong vì COVID-19 chính thức là 3,4 triệu người, có thể lên đến khoảng từ 6 đến 8 triệu người trong thực tế. Tại Geneva, thông tin viên của đài AFP đã cho biết là chỉ có không đầy một nửa số ca tử vong trên thế giới là đã được báo cáo và ghi nhận mà thôi. Không có gì đáng ngạc nhiên khi rất khó để biết chính xác số lượng người chết vì dịch COVID-19 là bao nhiêu. Về mặt chính thức thì dịch COVID đã khiến 1.8 triệu người thiệt mạng trong năm 2020. Phần lớn trong số này là ở châu Mỹ và châu Âu. Nhưng theo sự thừa nhận của chính định chế Y tế Liên Hiệp Quốc, thì còn có thêm ít nhất 1.2 triệu ca tử vong nữa do dịch bệnh một cách trực tiếp hay là gián tiếp. Tiến sĩ William Weissenberg là một chuyên gia phân tích tại Tổ chức Y tế Thế giới đã giải thích như sau. Có nhiều người đã chết vì COVID nhưng chưa bao giờ được xét nghiệm, vì vậy họ không được đưa vào thống kê. Bên cạnh đó là trường hợp tất cả những người chết gián tiếp vì dịch COVID. Đó là các bệnh nhân không được chăm sóc khi bị bệnh, vì bác sĩ phải ưu tiên chăm sóc các bệnh nhân COVID hơn là những bệnh nhân khác. Hàng không mẫu hạm của Anh Quốc lên đường qua châu Á. London nhấn mạnh niềm tin vào luật biển quốc tế. Thưa quý vị, sau một vài trở ngại nhỏ, vào tối ngày 22 tháng 5 năm 2021, hàng không mẫu hạm tối tân nhất của Hải quân Anh, chiếc HMS Queen Elizabeth, sẽ rời cảng Portsmouth lên đường qua châu Á. Thủ tướng Boris Johnson đã có mặt trước ngày tàu khởi hành và khẳng định niềm tin của nước Anh vào luật biển quốc tế. Theo hãng tin Reuters, phát biểu với các hãng truyền thông có mặt trên hàng không mẫu hạm vào hôm 21 tháng 5 năm 2021, Thủ tướng Boris Johnson cho rằng việc triển khai hàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth qua hoạt động tại châu Á nhằm chứng tỏ cho các nước như là Trung Quốc rằng Anh Quốc tin tưởng vào luật biển quốc tế. Thủ tướng Johnson xác nhận là hàng không mẫu hạm của Anh Quốc cùng nhóm tác chiến tháp tùng theo sẽ giao lưu với hơn 40 quốc gia trên đường triển khai xuyên qua vùng Địa Trung Hải, Ấn Độ Dương và Biển Đông để tới Nhật Bản. Qua đó, nêu bật các giá trị cũng như khả năng quân sự của Vương quốc Anh. Bản tin còn cho biết thêm là việc hàng không mẫu hạm của Anh Quốc đi tới Biển Đông là một thông điệp gửi đến Bắc Kinh, đã được Thủ tướng Anh nói rõ khi ông cho rằng một trong những điều mà chúng ta sẽ làm rõ là cho bạn bè của chúng ta ở Trung Quốc thấy chúng ta tin tưởng vào luật biển quốc tế, và chúng ta sẽ chứng minh quan điểm đó một cách tự tin chứ không tìm cách đối đầu. Đối với Thủ tướng Johnson, Anh Quốc không muốn chống lại bất kỳ quốc gia nào, nhưng nhận thức được vai trò rất quan trọng của mình trong việc góp phần cùng bạn bè và đối tác Mỹ, Hà Lan, Úc, Ấn Độ và nhiều nước khác để bảo vệ các quy tắc của luật pháp quốc hệ thống quốc tế dựa trên luật pháp mà tất cả chúng ta đều phụ thuộc vào. Theo kế hoạch dự trù ban đầu, thì hôm 23 tháng 5, hàng không mẫu hạm Queen Elizabeth rời cảng Portsmouth ở miền nam nước Anh để lên đường qua vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nhưng do dự báo là sẽ có gió mạnh vào thời điểm đó nên chuyến khởi hành đã được đôn lên vào ngày thứ tối hôm 22 tháng 5 theo giờ của nước Anh. Và thưa quý khán giả, hàng không mẫu hạm của Anh sẽ chở theo 18 chiến đấu cơ tàng hình loại F-35B, bao gồm 8 chiếc của Không quân Hoàng gia Anh và 10 chiếc của Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ. Tháp tùng theo tàu còn có 6 chiến hạm của Hải quân Anh, một tàu ngầm, 14 máy bay trực thăng và một đại đội thủy quân lục chiến hoàng gia. Nhóm tác chiến của chiếc hàng không mẫu hạm Queen Elizabeth còn bao gồm khu trục hạm USS Sullivan của Hoa Kỳ hộ tống, và còn có thêm hộ tống hạm Hà Lan loại Everstein. Theo chương trình dự trù thì hạm đội sẽ ghé cảng Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore. Cáp treo lao xuống đất ở Ý khiến cho ít nhất là 14 người đã thiệt mạng. Thưa quý vị, các quan chức cho biết
ít nhất là 14 người, trong đó có một trẻ em đã thiệt mạng khi một chiếc cáp treo lao xuống đất ở miền Bắc nước Ý hôm Chủ nhật. Marcella Severino, thị trưởng của thị trấn Stresa, đã nói với Reuters rằng cáp treo Stresa Motor One đã rơi 60 feet, và ông nói thêm rằng cabin đã lăn vài lần xuống các sườn dốc trước khi nó bị cây cối chặn lại. Nó rơi xuống khi mà đang thực hiện hành trình kéo dài 20 phút từ thị trấn trên hồ Montjoie đến đỉnh Motor One trên dãy Alps cao gần 4.500 feet so với mực nước biển. Theo hình ảnh cho thấy, lực lượng cứu hộ tại đống đổ nát của một chiếc cáp treo bị sập ở miền Bắc nước Ý. Lực lượng cứu hộ tại đống đổ nát của một chiếc cáp treo sau khi nó bị sập gần đỉnh của tuyến Stresa Motor One ở vùng Piemont, miền Bắc nước Ý hôm Chủ nhật. Những người đi bộ đường dài đã nghe thấy một tiếng rít lớn ngay trước khi mà vụ va chạm xảy ra. Phát ngôn viên Piers Paolo Bera cho biết, hai đứa trẻ đang trong tình trạng nghiêm trọng khi mà đến bệnh viện Regina Margherita ở thành phố Turin gần đó. Walter Milan, người phát ngôn của dịch vụ cứu hộ Alpine của Ý cho biết, danh tính của các nạn nhân khác vẫn chưa được biết. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới. Sau phần quảng cáo, thông tin thương mại, anh Mai Tuấn và Hoàng Dung sẽ trở lại với phần tin châu Á với những tin chính sau đây. Ấn Độ báo cáo gần 9.000 trường hợp nhiễm trùng hiếm thấy. Đài Loan tố Trung Quốc chặn nguồn cung cấp vaccine.